Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì trong câu hỏi của bạn thì chúng tôi nhận được thông tin rằng là người nhà của bạn là ung thư phổi giai đoạn 4, đã được hóa chất 34 mũi. Thì chúng tôi cũng hiện tại là cũng không rõ là bác đã dùng những phác đồ gì, bởi vì hóa chất thì nó là một từ chung chung và trong cái hóa chất thì có rất là nhiều phác đồ. Thì 34 mũi này thì chúng tôi cũng nghĩ không biết là đã sử dụng những phác đồ nào rồi, và không biết là phác đồ của bạn đã là vào bước 1, bước 2 hay là bước 3. Nhưng mà hiện tại thì cái nổi cộm lên của bác đấy là tình trạng khó thở do u chèn ép. Thì có thể, và cái ngày tức là không có chỉ định truyền hóa chất nữa, tại bác sĩ điều trị cũng bảo là yếu mà không có chỉ định truyền hóa chất nữa. Thì bác cũng không có đột biến gen, thì chắc là lúc mà bác điều trị từ giai đoạn 4 thì có bác sĩ điều trị cũng đã cố gắng để tìm cái xét nghiệm gen cho bạn, cho bố của bạn, nhưng mà không có đột biến. Vì vậy là cái việc điều trị hóa chất là một cái phương pháp là gần như là bắt buộc, chứ còn không không có lựa chọn khác. Và sau khi 34 mũi, tức là nếu theo như chúng tôi hiểu thì 34 mũi thì mỗi mũi cách nhau khoảng 3 tuần, thì bố bạn cũng đã được đạt một cái độ ổn định trong vòng gần 2 năm. Và hiện tại thì cái khó thở do u chèn ép, thì cái đấy thì chúng có lẽ thì chúng tôi sẽ xin ý kiến của bên xạ trị. Thì hiện tại thì một trong những cái phương pháp điều trị khó thở do cái chèn ép của chúng tôi là biện pháp là tia xạ chống chèn ép, thì sẽ nhờ bác sĩ Xuân Huy cho ý kiến thêm. Còn về cái điều trị miễn dịch, nếu mà thực ra là cũng có chỉ định với từ bước 2 trở đi là chúng tôi đã có chỉ định để điều trị miễn dịch khi mà thất bại với một phác đồ hóa trị, tùy theo cái tình trạng bộc lộ PD-1 của bố bạn. Thì không biết là bạn bố bạn đã được làm PD-1 hay chưa, thì tôi cũng chưa thấy có đề cập ở trong này. Hoặc là nếu mà trong trường hợp mà PD-1 không làm được thì chúng tôi cũng có thể điều trị bằng miễn dịch bước 2 bằng cái thuốc atezolizumab mà không cần phải làm xét nghiệm. Tuy nhiên là để đạt được điều trị miễn dịch hay không thì bệnh nhân cũng cần phải có một cái thể lực tương đối tốt, và thường là cái chúng tôi gọi là cái tình trạng toàn trạng, thì bệnh nhân vẫn phải có thể là tự đi lại và tự sinh hoạt được và không cần phải người hỗ trợ, tức là PS phải từ dưới 2 điểm thì chúng tôi mới có thể tiến hành điều trị miễn dịch cho bố bạn. Còn nếu trong trường hợp cấp cứu, ví dụ như bố bạn đang phải thở oxy, đang rất là khó thở và đang phải cần hỗ trợ ở đơn vị hồi sức cấp cứu hoặc phải nằm ở bệnh viện để thở oxy liên tục, thì cái vấn đề miễn dịch đấy cũng sẽ chưa được đặt ra. Mà cái quan trọng nhất bây giờ là phải làm sao cho cái tình trạng khó thở nó bớt đi đã. Thì chúng tôi xin ý kiến của bác sĩ Huy về cái điều trị tia xạ, trong vai trò tia xạ trong trường hợp này. Vâng, tiếp theo ý kiến của bác sĩ Hằng thì tôi cũng có một vài ý kiến trong cái trường hợp mà bạn vừa nêu lên. Thế thì chúng ta có thể thấy là sau khi điều trị hóa chất 34 đợt trên một bệnh nhân giai đoạn 4, mà hiện tại bây giờ bác là có hai triệu chứng mà bạn nêu ra rõ ràng nhất, đó là khó thở và yếu, thì có nghĩa là bệnh đang tiến triển. Thế thì chúng ta phải phân biệt rõ khó thở này là do bác bị suy kiệt yếu do quá trình điều trị hóa chất kéo dài làm cho các cái cơ quan, ví dụ hệ tạo huyết chẳng hạn, hoặc là các cái chức năng về gan, mật tụy cũng suy giảm, do vậy mà gây ra triệu chứng khó thở của bác, hay là khó thở là do bệnh có thể tiến triển mà lan tràn tất cả các nhu mô phổi, cũng có thể bị làm cho chức năng hô hấp của phổi cũng bị giảm, hoặc là do chèn ép. Thì trong cái trường hợp mà khó thở rõ ràng do chèn ép thì bạn có thể là dựa vào các cái phim cắt lớp vi tính lồng ngực của bác gần đây nhất để chúng ta xem. Thì nếu khó thở do chèn ép thì chúng ta có một phương pháp vũ khí của chúng tôi, đó là xạ trị chống chèn ép rất liều, rất là cao và nhanh gọn vào vị trí khối u chèn ép của bác để cho bác dễ thở hơn. Thế còn lại đúng là như bạn muốn hỏi là còn phương pháp gì nữa không, thì là ngoài miễn dịch đích mà lại không có đột biến gen thì rất là khó. Thì hướng tiếp theo những trường hợp như này chúng tôi cũng gặp nhiều, thì chúng ta sẽ bước vào phương pháp lộ trình, đó là điều trị chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc triệu chứng cho bác để làm sao cho chất lượng cuộc sống của bác ngày càng nâng cao, để nâng cao về dinh dưỡng, nâng cao về chất lượng cuộc sống, rồi thì về thời gian sống thêm được kéo dài. Dạ, xin hết.